xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay thứ bảy ngày 10 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tài trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu tổ 12 về một số nội dung xung quanh dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi gồm 7 chương 46 điều, trong đó sửa đổi 39 trên 39 điều, bổ sung mới 7 điều so với luật căn cước công dân năm 2014. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, việc xây dựng dự án luật căn cước là cần thiết để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thi hành luật căn cước công dân năm 2014 và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay, tạo cơ sở pháp lý, triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở Việt Nam. Để cụ thể hóa các chính sách trong dự thảo luật được đầy đủ chặt chẽ, đảm bảo tính bao quát và phù hợp với phạm vi điều chỉnh, Chính phủ đã chỉnh lý tên gọi của dự án luật từ luật căn cước công dân sửa đổi thành luật căn cước. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, đây là phong trào thi đua rộng lớn, tạo động lực để phát triển mọi lĩnh vực của đất nước. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương, cơ sở giáo dục, các dòng họ gia đình tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Các nội dung thi đua phải cụ thể rõ ràng, phù hợp với thực tế của từng gia đình dòng họ địa phương, qua đó thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trở thành nền nếp, phát huy được sáng kiến sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Không quy định các chức danh công chức trưởng công an xã do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã, số lượng cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tăng thêm theo quy mô dân số và diện tích tự nhiên. Đây là điểm mới được quy định tại Nghị định số 33 vừa được Chính phủ ban hành hôm nay. Theo nghị định này, cán bộ công chức cấp xã phải có bằng từ đại học trở lên, trừ trường hợp luật hoặc điều lệ của tổ chức có quy định khác. Trường hợp không đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nghị định có hiệu lực thi hành, phải bổ sung, nếu không sẽ thực hiện chế độ nghỉ hưu, nếu đủ điều kiện hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Các cơ sở bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa xe ô tô được phép kiểm định xe cơ giới. Đây là nội dung chính trong Nghị định số 30 năm 2023 của Chính phủ vừa có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6. Thông tin này lập tức được người dân và các bên liên quan ủng hộ, nhất là trong bối cảnh đăng kiểm xe ô tô đang quá tải. Các hãng ô tô lớn có mặt ở Việt Nam cũng ủng hộ chủ trương này. Với việc có sẵn hệ thống trang thiết bị máy móc con người đều được chuẩn hóa, các hãng cho rằng nếu được làm kiểm định thì sẽ có lợi cho tất cả các bên. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, đến hôm nay ngày 10 tháng 6, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện và đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW. Nguyên nhân do vừa qua, một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố, Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2 đã được khẩn trương xử lý khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày qua, một số khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện. Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết vẫn liên tục đôn đốc tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn nhiệt điện nhằm ứng phó với tình trạng các hồ thủy điện lớn thiếu hụt nước. Cũng liên quan đến vấn đề cung cấp điện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 1444 chỉ đạo các sở ban ngành của tỉnh và công ty điện lực Hưng Yên về việc triển khai điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 30 doanh nghiệp tổ chức đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái có công suất trên 100 kWh, hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện về quy chuẩn an toàn điện, xây dựng phòng chống cháy nổ và môi trường. Công ty điện lực Hưng Yên có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ và ký kết hợp đồng mua bán điện trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước chủ trì, chỉ đạo hướng dẫn các bên mua bán điện thực hiện nghiêm túc các điều kiện theo luật định.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên khuyến khích các chủ thể đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời để sử dụng và không hòa lên lưới nhằm tăng nguồn điện và đảm bảo an toàn. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng cộng thêm tình trạng mất điện luân phiên khiến nhu cầu mua các thiết bị quạt tích điện, máy phát điện của người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng cao. Ghi nhận tại các siêu thị điện máy hay các cửa hàng kinh doanh ở thành phố Hưng Yên, trong khoảng một tuần gần đây, doanh số bán các thiết bị như quạt tích điện, máy phát điện tăng gấp đôi so với tháng trước. Các loại quạt tích điện có giá dao động từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng một chiếc tùy vào kích cỡ, công suất và tính năng. Với mặt hàng máy phát điện, nếu như trước đây khách hàng mua máy chủ yếu là các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, thì nay nhiều hộ gia đình cũng tự mua trang thiết bị phát điện công suất từ 3 kW đến 5 kW. Giá dao động từ 7,5 triệu đồng đến 15 triệu đồng tùy từng dòng sản phẩm. Liên quan đến vụ các phòng khám trục lợi bảo hiểm, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can, bắt tạm giam 18 người, một người được tại ngoại để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong số 19 bị can bị khởi tố có 5 bác sĩ là trưởng phó các phòng khám cùng 12 dược sĩ, nhân viên y tế và 2 người là cò mua bán giấy tờ giả. Theo điều tra ban đầu, Công an thành phố Biên Hòa xác định 19 bị can trên đã làm khống hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ bệnh để hưởng bảo hiểm xã hội và hơn 400 giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty. Ngoài ra, các phòng khám còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bị truy tố hình sự lần thứ hai liên quan đến việc xử lý các tài liệu mật sau khi ông rời Nhà Trắng, với hàng loạt các cáo buộc nghiêm trọng, mức án tối đa mà ông Trump có thể phải chịu lên tới 100 năm tù giam. Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc ông Trump đã lưu giữ các tài liệu nhạy cảm về an ninh quốc gia tại nơi cư trú của ông ở Florida và cáo buộc ông cản trở các nỗ lực của nhà chức trách để thu hồi những tài liệu này. Các nguồn tin của hãng ABC News của Mỹ cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với ít nhất 7 tội danh trong vụ bê bối tài liệu mật. Tổng hình phạt tối đa của 7 tội danh là đúng 100 năm tù giam. Trước đó hồi tháng 4, ông Trump đã trở thành cựu Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị truy tố hình sự. Tại tòa, ông Trump bị cáo buộc tổng cộng 34 tội danh liên quan tới nghi vấn giả mạo hồ sơ kinh doanh. Ông không thừa nhận bất kỳ tội trạng nào. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn điện trong những tháng tới, chính phủ Nhật Bản kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Tokyo tiết kiệm điện để đảm bảo nguồn cung ổn định. Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đề nghị khách hàng của công ty điện lực Tokyo tiết kiệm điện trong tháng 7 và tháng 8, bởi tỷ lệ điện dự trữ trong kỳ này có thể giảm xuống dưới mức 5%, gần mức tối thiểu 3% để đảm bảo nguồn cung ổn định. Năm ngoái, Nhật Bản đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục khi miền đông đất nước hứng chịu đợt nắng nóng suốt một tuần vào tháng 6, buộc chính quyền yêu cầu người dân phải cắt giảm sử dụng điện hết mức có thể. Tổng thống Colombia ngày 9 tháng 6 thông báo, giới chức đã tìm thấy 4 trẻ em còn sống sót trong rừng rậm sau vụ tai nạn máy bay cách đây 40 ngày. Ông mô tả, đó là tin vui với toàn bộ đất nước. Thông tin về báo giới tại thủ đô Bogota, Tổng thống Gustavo cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 đứa trẻ trong rừng. 4 đứa trẻ này thuộc một cộng đồng thổ dân ở các độ tuổi 13, 9, 4 tuổi và nhỏ nhất là 11 tháng tuổi. Khi được tìm thấy, 4 em bị mất nước, trên người có nhiều vết côn trùng cắn và có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Quân đội Colombia đã điều trực thăng tới hiện trường để đưa các em đi kiểm tra sức khỏe và điều trị. 4 trẻ em này là mục tiêu trong cuộc tìm kiếm trong rừng rậm Amazon, thu hút sự quan tâm của người dân Colombia suốt thời gian qua. Vụ tai nạn máy bay xảy ra vào rạng sáng 1 tháng 5 khiến 3 người lớn thiệt mạng và thi thể của họ đã được tìm thấy tại hiện trường rơi máy bay. Các nhà khoa học tại Đại học bang Arizona của Mỹ đã tạo ra một robot có thể mô phỏng các chức năng nhiệt của cơ thể con người. Sự ra đời của robot này có ý nghĩa quan trọng trong việc khám phá cách con người phản ứng với nhiệt độ khắc nghiệt.
Các nhà khoa học tại Đại học bang Arizona đã thiết kế lại một robot được các công ty quần áo sử dụng cho dụng cụ thể thao để bắt chước các chức năng nhiệt của cơ thể con người. Andy, người máy thử nghiệm được trang bị các lỗ chân lông tổng hợp để cảm biến đổ mồ hôi, nhiệt độ và thông lượng nhiệt nhân tạo trên 35 khu vực bề mặt khác nhau bao phủ trên cơ thể. Các nhà nghiên cứu mô phỏng các điều kiện thời tiết khác nhau để cố gắng hiểu những gì cơ thể con người phải trải qua dưới cái nóng khắc nghiệt. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.